chào buổi sáng các bác nhá. Chào buổi sáng mùa đông. Đấy, mùa đông lạnh giá này có máy pha cà phê rất là hết hiệu quả các bác này. Đây, em từ clip em lên cho bác một con máy pha cà phê của thằng Tiger nhá. Còn cái máy hiệu của nó là ACV kép này. Đấy, bộ bảy máy pha cà phê nhá. Còn này chỉ có pha chứ không có xay các bác nhá. Pha và giữ nóng cà phê. Đây, em đang test nước sôi nhá. Thì em sẽ quay review xung quanh đã rồi em sẽ cho các chế độ hoạt động của nó như thế nào nhá các bác nhá. Đây này. Đây các bác nhá, con này máy hiệu của nó là ACV kép này, S080 nhá. Đấy, con này dung tích của nó được 1.8L các bác nhá. 1. Đây đời 2012 này, một xin lỗi các bác 1.08L nhá, đời 2012 này. Đấy, điện 100V nó khi mà đun của nó là 750W các bác nhá. 750W này, thành vách của nó là khá là đẹp. Đấy, thành vách của mình khá là mới các bác nhá. Đấy. Đây nhá. Con này bên đây nó có vạch nước các bác này. Đi, đây mở ra các bác này. Đấy. Em mở ra các bác nhá. Đây nhá. Đây là em khi em đổ nước vào đây này, đây đây có một chỗ đổ nước nhá. Các bác đo với mực nước này, ví dụ như là đây là mấy ly này, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly, 8 ly này. Đấy. Hot này. Đấy hot này, đổ nước nóng nhá. Tiger này. Đấy. Các bác ấy thì các bác chỉ đổ cà phê vào đây thôi, cà phê vào đây nhá. Nhớ là cà phê ấy nhá. Nhớ là cà phê. Ai, cà phê là xay rồi các bác nhá, rang rồi, bác đổ vào đây. Nhưng các bác cho cả cái phiêu lọc ở đây nhá. Nước cà phê nó sẽ hốc, nó sẽ nước, nó sẽ hơi nước ở đây nó đun lên đấy, lấy nước vào đây các bác nhá. Đấy, thế là được. Đây phần công tắc nguồn rất dễ lắm nhá. Đây bật này. Đây là bật các bác nhá. Bật thôi. Và các bác nhớ nhá, đang quay của cô gọi đến nhá. Các bác chỉ cần nhấc là phát là nó tự ngắt này. Đó, nhấc là phát tự ngắt. Đấy, đóng vào này. Đây bật nhá, nước là cái tự ngắt này. Đấy, rất là hay nhá. Giòn như của nó. Nói chung con này các bác về vệ sinh qua là vẫn là sạch nhá. Sạch bong luôn đấy. Đẹp cực luôn. Đấy, tìm cho các bác xem đây nhá. Con này nó có hai cái này. Con này có cốc nước các bác này. Con này cốc giữ cà phê này. Đấy, cốc giữ cà phê này, giữ như này cốc giữ nóng nó cực kỳ tốt các bác nhá. Đây cốc giữ nóng nữa đây. Để em thả cho bác xem. Đấy. Cốc giữ nóng rất là tốt các bác nhá. Này. Để bác hơi nghi ngút đi các bác này, thấy chưa? Đấy, cốc nước giữ nóng nhá các bác nhá. Đây nếu trong đây cà phê là sẽ giữ nóng cà phê cho các bác nhá. Này cái bình này giữ nóng của nó cả ngày cũng chả bao giờ đông nguội được các bác nhá. Đấy. Cái bình này nó mua lẻ ở ngoài cái chéo cái bình này tính là mấy trăm nghìn ấy. Đấy, đun nó nước nhá. Em dốc này không chảy chảy các bác này. Đọng một tí nhá. Đấy, bóp mạnh ra. Đó. Rất là tí vòi. Đấy, máy xay máy pha cà phê nhá. Đấy, máy pha cà phê của thằng Tiger này. Đây có ghi chữ chú cô ôn chú ý này, chú ý nhiệt độ cao nhá. Đấy, bắt đầu lấy cái này thì bác em để các bác với giá là 800.000 các bác nhá. 800.000. Chuyển khoản em sẽ bao ship này. Tài khoản em sẽ bao ship nhá. Đấy, các bác xem clip của em thì cho em xin một like và chia sẻ này. Bác nào mà chưa đăng ký kênh cho em xin một đăng ký kênh nhá. Đây đấy là đế lốc của này. Đấy. Chuyển khoản em sẽ bao ship. Chào các bác nhá. Ở clip tiếp theo nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều.